Hello, xin chào bác. Chào các bác đến kênh thì bên hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì gặp tự bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng phẩm Orange Small Second, một dòng sản phẩm rất đẹp và cũng khá nổi tiếng của thương hiệu Orange ở cái tầm phân khúc loanh quanh khoảng 5 đến 6 triệu đồng các bác nhé. Chiếc ngày hôm nay thưa các bác thì sẽ có mặt số màu đỏ, một màu sắc rất đẹp và nổi bật. Trên thị trường thì cái mặt số màu đỏ trên cái tầm phân khúc giá khoảng loanh quanh dưới 6 triệu đồng này là một cái mặt số rất là hiếm và rất ít cái hãng đồng hồ họ làm màu đỏ cái tầm phân khúc giá này. Và hôm nay đợt này phải đến tận đợt này thì cái dòng phẩm Orange Small Second thì Orange họ mới trang bị cái mặt số màu đỏ này. Và thực sự để mà nói thì mặt số màu đỏ trên cái dòng Small Second này nó có màu đỏ rất đẹp, rất sáng sủa và cực kỳ bắt mắt các bác nhé. Nếu anh em mà tìm kiếm một chiếc phù hợp với mệnh mộc, với mệnh thổ hoặc là mệnh hỏa thì mà chiếc ngày hôm nay chọn rất hoàn hảo cho anh em. Đặc biệt là với thiết kế open heart độ mái rất là trẻ trung năng động, nhìn chiếc hồ chúng ta nhìn khá là cực khoán và nam tính. Mức giá bán cái này cũng tương đối dễ chịu, như chiếc mặt đỏ này thì bên em đang bán với mức giá chỉ là 5 triệu 9 thôi các bác nhá. Một giá phải nói cực kỳ dễ chịu cho cái dòng sản phẩm này thôi. Và trước khi đến cơm trước 100% ngày hôm nay, chắc mong em dành một chút thời gian khoảng 1 2 giây thôi, bấm đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới YouTube sẽ thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào bên em cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian anh em nữa, chúng ta kỹ hơn với chiếc Audemars Small Second trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Orange hôm nay tự bác làm chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em. Nó nổi bật với cái mặt số màu đỏ và ở cái tầm phân khúc giá dưới 6 triệu đồng thì mặt số chiếc Orange Small Second màu đỏ này là cái mặt số mà em đánh giá nó sáng nhất đấy anh em nhé, sáng hơn rất nhiều so với chiếc mặt số màu đỏ khác hiện tại trên thị trường ở tầm phân khúc giá rẻ như này. Thường thì nó sẽ cái mặt số màu đỏ họ sẽ làm hơi tối như một chút, có thể là do mặt số màu đỏ thì nó hơi rực rỡ, cho nên các hãng thường họ sẽ làm cái kiểu nó sẽ hơi tối màu đi, nó không được sáng sủa như này. Nhưng mà thực sự để mà nói đây là một con ngồi màu sắc rất đẹp. Và nếu anh em tìm kiếm mặt số màu đỏ thì chiếc này này sẽ chọn rất là nào cho anh em, đặc biệt là chiếc hàng như full box của Orange nữa. Về chất lượng thì với dòng Small Second này thì nó cũng đang sản phẩm rất lâu đời rồi, nên cho nên về chất lượng thì bộ máy hoạt động rất mượt mà, bền bỉ và ít lướt vặt. Thân vỏ dây sẽ được làm hoàn toàn chế độ thép không gỉ 36L, bộ dây thép đúc, khóa thép lá và đáy sau của máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Cầm chiếc hồ Orange Small Second này trên tay thì về trọng lượng thì em đánh giá đây là một chiếc đồng hồ có trọng lượng của mức vừa phải, tức là nó không nhẹ nhưng mà cũng không quá nặng các bác nhé. Đeo lên tay thì cầm mang là cảm giác khá thật khi đeo đồng hồ. Vết lách của máy hoạt động của tay thì anh em đeo đồng hồ thì cũng rất là ổn áp thôi, không bị ảnh hưởng bởi cái trọng lượng này quá nhiều. Thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt, màu sắc bắt mắt. Rồi size mặt của em này thì ở mức khoảng 41mm và độ dài một số khoảng 12. Đấy, cho nên để mà đeo đẹp chiếc này thì tay của anh em đến có chu vi của tay khoảng tầm từ 16cm trở lên, anh em sẽ đeo rất đẹp và lý tưởng chiếc đồng này trên cổ tay. Về mã sản phẩm thì chiếc này của chúng ta có mã sản phẩm của em nó là RA gạch ngang AR0010R10B. Với mã R chúng ta có mặt số màu đỏ. Chiếc này chúng ta thì cái mức giá bán thì em đã nói thì tại store nó sẽ loanh quanh khoảng 11 triệu, nhưng mà bên em đang bán với mức giá chỉ là 5 triệu 9 thôi. Mức giá phải nói cực kỳ dễ chịu và rất dễ tiếp cận cho anh em rồi. Mức giá trên 6 triệu đồng thì phải nói đây là con hồ cực kỳ đáng chơi. Mặt số thì chúng ta sẽ có mặt số màu đỏ và như anh em thì thấy nó có tia ánh sáng sẽ bớt, mặt số rất đỏ và khá là rực rỡ. Đấy, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có mặt số được làm với vân xước các bác nhá. Đó, điểm nhấn nổi bật trong thiết kế thì góc 9 giờ chúng ta chức năng open heart lộ máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Và những cái viên ở bên ngoài của chức năng open heart này nó sẽ được làm màu đỏ rất là bắt mắt. Bên dưới góc 6 giờ là chức năng small second kim dây rốn. Đấy anh em thấy này. Cái chức năng small second này cũng sẽ được làm màu đỏ và cũng có tia ánh sáng sẽ bớt rất rõ rệt. Đầu các góc số và cũng như là trên phần kim chúng ta cũng sẽ có các dấm dạ quang, và dạ quang ở trên cái dàn small second này cũng rất là sáng đấy các bác nhá. Kim cọc được làm dạng to bản đẹp bắt mắt và nhìn khá là khỏe khoắn nam tính. Cọc số anh em thấy này, làm chắc cũng nghỉ gắn nổi cho mặt trên phần mặt số này. Với cái có 6 giờ chúng ta có mã máy F6 S2 và chúng ta có mã phần mặt số này. Một kim hiển thị kim giờ, kim phút được làm dạng kim thon dài, phút nhọn ở đầu kim. Dạ quang này có chiếc đồng hồ này để đánh giá dạ quang rất ổn. Đây. Anh em thấy trên một chỗ ánh đèn chúng ta có thấy là dạ quang lên khá sáng rồi, đầy đủ kim giờ, kim phút, các cọc số cho anh em có thể thoải mái theo giờ cho được kiện theo ánh sáng. Cái hướng dạ quang nó sẽ đẹp nhất khi mà anh em đi từ bên ngoài và vào hầm gửi xe thì nó sẽ lên cái mặt số kim cọc nó sáng cái dạ quang này rất bắt mắt. Kính sạc phiên khối chống xước thì các bác hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng, không lo mà kính chúng ta gặp bất kỳ vấn đề gì. Kính men rồi bên ngoài này chúng ta đánh bóng này, cả bên trên dưới chúng ta hoàn thiện phía trước, cạnh bên thiết kế càng hơi cong vào được đánh phía bóng rất là bắt mắt. Đúng chỉnh thì cũng sẽ có logo của Orange, phần đúng cho anh em chỉnh giờ và lên có tay cho đồng hồ. Phải nói cái màu rất đẹp đúng không anh em nhỉ, màu sắc nhìn rất là bắt mắt nhé. Bộ dây đi kèm chúng ta có dây thép không gỉ đúc đặc và có ba mắt dây đánh với sức toàn bộ, nhìn khá là hầm hố, khỏe khoắn và nam tính. Cái phần càng thiết kế như này nếu anh em thích đeo dây da chúng ta có thể mua bộ dây và khóa bên ngoài anh em thay vào để đeo dây da. Vào mùa đông thì anh em đeo dây da ấm tay hơn, mùa hè anh em đeo dây thép. Khóa một chiếc khóa thép lá có logo của Orange được dập chìm ở đây. Tổng thể ngoại hình thì rất là quen thuộc với dòng Small Second rồi, một sản phẩm cũng tương đối nổi tiếng của thương hiệu Orange ở cái tầm phân khúc loanh quanh 5 đến 6 triệu đồng. Về kích thước mặt thì ở đây chúng ta sẽ có size mặt của em này là 41mm, anh em nhé,
Độ dài mặt số của chiếc này chúng ta sẽ có độ dài nó loanh quanh khoảng tầm 11, và chiều dài càng lắc to lắc ở chiếc này 47 48. Thì với thông số kích thước này thì chu vi của tay để nó đẹp thì anh em nên có tay 16 cm trở lên nhé. Và với tay dưới 16, ví dụ tay đang là 15.8 này, anh em thấy tay 15.8 thì em đeo chiếc này cũng khá là ổn áp rồi, càng hơi dài một chút thôi mà đeo cũng cố gắng có thể đeo được, và độ dài mặt số rất ổn, 11 thì không quá dài. Đeo con này lên tay cũng nhìn khá là ưng mắt đẹp. Đấy, anh em phong thủy thì mệnh thổ hoặc là mệnh hỏa thì chúng ta đeo màu đỏ này rất là ưng rồi. Đáy sau chiếc hồ này chúng ta thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Thì trên cái băng này anh em trên thấy bộ máy được trang bị là máy F6S22, bộ máy in house được sản xuất và lắp tại Nhật. Bộ máy này chúng ta thì sẽ có 24 chân kính, tần số độ 21.600, thì có tối đa của em này là 40 tiếng. Bên ngoài chúng ta có mùa mần Japan, mã máy mã phần cây Spec. Mức trung nước em này 53 tương đương 5 m, thân vỏ làm tác không gỉ và logo Seiko Epson. Bộ máy cũng thiết kế hoàn thiện cũng khá là ổn, không quá đẹp nhưng mà cũng nói chung là được, cũng không đến mức phải gọi là xấu. Bộ máy đầy đủ chức năng từ lấy có tự động lấy có bằng tay, dừng kim giây chỉnh giờ anh em mở ra hai nấc chỉnh giờ, kim giây dừng lại giúp anh em chỉnh giờ sát từng giây. Đồng hồ nó có lịch không có lịch anh em nhé, anh em đúng giờ mà chỉnh thôi, không phải quan tâm giờ sáng tối. Ví dụ em chỉnh đến khoảng 4 giờ này, đó, đóng lại kim giây chạy bình thường. Cái mức trung đức của chiếc đồ này là một mức trung đức tốt, cũng là 50 m, cao độ thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý với anh em là không mang chúng ta đi bơi, tắm tắm lại một tắm xông hơi anh em nhé. Với mức giá bán là 5.900.000 đồng. Nếu anh em thích chiếc này có thể liên hệ bên em thông qua số điện thoại để phim trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thông tin em sẽ bán kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của bên em. Xin chào và lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo.